Các nhà lập pháp Đài Loan đến thăm Điện Capitol trong bối cảnh quan hệ nồng ấm. Trung Quốc tuyên bố máy bay ném bom sẽ tuần tra thường xuyên gần Đài Loan. Hải quân Mỹ biết rõ hành tung của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Chuyên gia nêu lý do các chiến binh sói Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn la hét khi Mỹ cử hai tàu chiến qua eo biển. Kim Hoa xin kính chào quý vị Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 30 tháng 8 của DKN TV. Các nhà lập pháp Đài Loan đến thăm Điện Capitol trong bối cảnh quan hệ nồng ấm. Một ủy ban lập pháp từ Đài Loan sẽ thăm Quốc hội Hoa Kỳ vào giữa tháng 9 như một phần của chính sách ngoại giao lập pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương Chen một nhà lập pháp quốc dân đảng và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân lập pháp Hoa Kỳ cho biết, trong một tuyên bố sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm 8 đến 10 thành viên đến Điện Capitol ở Washington, D.C. Nhóm lưỡng đảng dự kiến sẽ gặp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và đại diện từ các cơ quan hành chính, được sắp xếp bởi Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ. Đại sứ quán Đài Loan cho biết, chuyến đi không liên quan đến các cuộc gặp gỡ với các nhân vật cụ thể. Ông Chen cho biết đây là chuyến thăm họp kín thường xuyên hàng năm tới Washington và là một phần thiết yếu của hoạt động trao đổi giữa các nhà lập pháp hai nước. Các kế hoạch đến Mỹ trong hai năm qua đã bị hủy bỏ do đại dịch. Thông báo được đưa ra sau khi chuyến thăm của Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan vào tháng 8. Mỹ đã nói rằng các chuyến thăm không nên được sử dụng như một cái cớ để Trung Quốc thực hiện bất kỳ động thái gây hấn nào. Tức giận, Bắc Kinh đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quân sự và áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đối với Đài Loan. Thưa quý vị, không quân Trung Quốc mới đây tuyên bố, máy bay ném bom H-6K và máy bay tiếp nhiên liệu sẽ là một phần trong các cuộc tuần tra thường xuyên gần Đài Loan. Theo tờ South China Morning Post hôm 29 tháng 8, phát ngôn viên không quân Trung Quốc, Thân Tiến Hoa tuyên bố các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của nước này đã thực hiện vô số hoạt động gần Đài Loan trong những năm gần đây. Ông Thân nói với các phóng viên tại một sự kiện của không quân Trung Quốc ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm hôm 28 tháng 8. Các máy bay H-6K cùng với các máy bay chiến đấu khác, máy bay trinh sát, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp nhiên liệu sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ này. Ông Thân còn đưa ra những bức ảnh chụp máy bay ném bom H-6K, thực hiện các cuộc tuần tra trên eo biển Ba Sĩ, Biển Đông và eo biển Đài Loan, với tầm tác chiến hơn 3.500 km. H-6K có thể mang theo tên lửa hành trình tầm xa cg 20 để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Tuyên bố này được đưa ra khi hai tàu tuần dương Mỹ USS Antietam và USS Charles đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 28 tháng 8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc vào đầu tháng này, khiến Bắc Kinh tức giận và thúc đẩy các cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan. Hôm 28 tháng 8, chiến khu đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc tuyên bố, chiến khu này tiếp tục theo dõi hai tàu hải quân Mỹ nói trên, luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng đánh chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào. Hải quân Mỹ biết rõ hành tung của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Sự mở rộng của Hải quân Trung Quốc đã được quân đội Mỹ theo dõi chặt chẽ, với việc các tàu chiến và máy bay quân sự của hạm đội 7 ở Nhật Bản chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ giám sát tàu chiến Trung Quốc. The Epoch Times dẫn lời phó đối đốc Carl Thomas, tư lệnh hạm đội 7 Hải quân Mỹ, nói với các phóng viên ở Singapore vào ngày 16 tháng 8. Chúng tôi có rất nhiều tàu ở biển Philippines, biển Đông và biển Hoa Đông. Ông Thomas nói thêm, vì vậy chúng tôi đang ở biển Đông, biển Hoa Đông, không có gì lạ khi tàu của hai bên tiếp cận nhau. Ông nói đề cập đến tàu Trung Quốc. Phó đô đốc, quân đội Mỹ biết rõ tàu chiến Trung Quốc đang làm gì. Phó đội đốc Roy Kitchener, chỉ huy của lực lượng mặt trận hải quân và lực lượng tàu mặt nước hạm đội Thái Bình Dương, trong một hội nghị chuyên đề về hải quân ở San Diego vào ngày 18 tháng 8 cho hay, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo dõi các hành tung của tàu chiến Trung Quốc. Ông Kitchener nói rằng dựa trên thông tin tình báo, quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nắm rõ từng động thái của các tàu chiến Trung Quốc. Họ sẽ làm gì và ở đâu? Nhờ đó, phía Hoa Kỳ đảm bảo chủ động triển khai lực lượng ở đó để đối đầu và giám sát các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc. Ông Kissinger nói thêm, hải quân sẽ thu thập thông tin này và tiếp tục quan sát, đây là một quá trình cần cân nhắc kỹ lưỡng để phía Mỹ có thể bảo đảm được sức mạnh của một cường quốc và không bị kiểm soát quá mức. Hải quân thường sử dụng tàu chiến và các tàu thu thập thông tin tình báo khác để theo dõi hải quân đối phương, nhưng có rất ít thông tin công khai về các hoạt động này. Năm ngoái, Hải quân Hoa Kỳ đã công bố một bức ảnh cho thấy chỉ huy của tàu khu trục USS Mustin là Trung tá Robert Briggs và Trung tá Richard slide đang nhàn nhã ngắm nhìn tàu sân bay Liêu Ninh cách đó vài km. Trung tá Briggs còn ung dung gác chân lên mạng tàu, dựa lưng vào ghế và nhìn ra xa, còn Trung tá slide thì khoanh tay đứng nhìn. Ông Andrew Chan, người sáng lập và là tổng biên tập tờ Hanhee Depends Review của Canada, khi đó đã nhận định rằng bức ảnh này là một lời cảnh báo đối với quân đội Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nắm được toàn bộ tình hình của tàu Liêu Ninh. Ông Kitchener cũng nói về một bức ảnh bí mật vào ngày 18 tháng 8, trong đó có hình ảnh một hàng không mẫu hạm Trung Quốc, có thể là Liêu Ninh hoặc Sơn Đông. Tất cả đều nằm trong tầm ngắm của tàu USS Dewey. Ông Kitchener ca ngợi Dewey vì đã thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo và chính xác và cho biết hầu hết các tàu của Mỹ hiện đều đang tham gia vào tất cả các hoạt động này. Ông Kitchener nói, lượng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bộ siêu tập dữ liệu này bằng cách quan sát các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc cũng như năng lực của họ là vô giá. Chúng tôi cũng mô tả quá trình đánh giá thông tin trên nhằm đưa ra phản ứng kịp thời, đồng thời áp dụng những bài học kinh nghiệm đó vào một cuộc chiến toàn cầu nếu có. Tàu chiến Trung Quốc cũng theo dõi Tổng Mỹ. Các tàu chiến của Trung Quốc cũng đang theo dõi chặt chẽ các tàu chiến của Mỹ. Đại tá Ami Bawamid, chỉ huy tàu USS Abraham Lincoln cho biết, các tàu chiến của Trung Quốc đã theo dõi hàng không mẫu hạm này khi USS Lincoln di chuyển trên vùng biển ngoài khơi Trung Quốc vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, sự tương tác giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn ở mức độ an toàn và chuyên nghiệp. Bà tiết lộ rằng, trong các hoạt động ở Biển Đông, tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đôi khi bám sát thường đi sau hàng không mẫu hạm Mỹ. Bà nói thêm rằng những tương tác này với tàu chiến Trung Quốc xảy ra trong các hoạt động và tập trận thường lệ vì tàu Lincoln không thực hiện các hoạt động tự do hàng hải. Ông Thomas cũng lưu ý rằng khi tàu chiến Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông, tàu chiến Trung Quốc rất quan tâm đến việc này. Ông Thomas nói, thỉnh thoảng các tàu Mỹ và Trung Quốc đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần, tuy nhiên phía hải quân Mỹ đang lên kế hoạch phản ứng và sẽ có cách để khắc phục điều đó. Chúng tôi không cố làm leo thang tình hình, ông Thomas nói thêm, chúng tôi chỉ thực thi một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Số vụ đánh chặn nguy hiểm của máy bay quân sự Trung Quốc với máy bay của phương Tây tăng vọt. Trong những tháng gần đây, các máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiếp cận mạnh mẽ hơn với các máy bay nước ngoài trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Vào tháng 6, Canada cho biết các phi công Trung Quốc đã thực hiện hành vi đánh chặn máy bay Canada một cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm. Vài ngày sau, Úc cũng cho biết gần Biển Đông, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang phía trước máy bay Úc, rồi thả một bó vải bố, có chứa các vụn nhôm nhỏ, khiến máy bay quân sự Pang của Úc hút vào bên trong động cơ. Ông Eri Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết, tại một sự kiện hồi tháng 7 rằng, trong 5 năm qua, số vụ Mỹ đánh chặn máy bay quân sự Trung Quốc mà Mỹ cho là không an toàn đã tăng lên đáng kể. Ông Ratner nói, quy mô của những vụ đánh chặn này là đáng quan ngại. Ông nói rằng, quân đội Mỹ vẫn chưa nhận thấy xu hướng tương tự trên biển và nhận định rằng hành vi đánh chặn nguy hiểm của tàu chiến Trung Quốc đang đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực. Theo tôi, hành vi hung hăng và vô trách nhiệm này là một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông. Nếu quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục mô hình hành vi này, nó sẽ liên tục xảy ra trong khu vực. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi một sự cố hoặc một tai nạn lớn xảy ra, ông Ratner nhận định. Ông nói rằng Bắc Kinh đang leo thang căng thẳng với các nước láng giềng trong khu vực với tốc độ chưa từng có. Chuyên gia nêu lý do tại sao các chiến binh sói đảng Cộng sản Trung Quốc không còn la hét khi Mỹ cử hai tàu chiến qua eo biển. Hôm Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, hai tàu chiến của Mỹ đã thực hiện sứ mệnh tự do hàng hải khi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh leo thang tại vùng biển này. Quân đội Hoa Kỳ và người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tòa Bạch Ốc John Kirby đã gửi một tín hiệu rất rõ ràng và rất nhất quán, đồng thời đưa ra tuyên bố chắc chắn rằng điều này là phù hợp với chính sách một Trung Quốc của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ muốn theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều khiến các nhà quan sát chuyên gia ngạc nhiên là phản ứng của Bắc Kinh được đánh giá là yếu ớt và có phần khiêm tốn với tinh thần các chiến binh sói đang mòn mỏi. Mặc dù Trung Quốc chưa bao giờ cai trị Đài Loan trong lịch sử, nhưng Bắc Kinh một mực tuyên bố Đài Loan thuộc quản lý của họ và eo biển Đài Loan thuộc nội thủy của Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các nước khác coi eo biển Đài Loan là vùng nước quốc tế theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Để bác bỏ phủ định hướng nhìn chung của Mỹ và nhiều quốc gia khác, Trung Quốc thường xuyên phản ứng gay gắt. Gần đây, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn chưa từng có sau chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc đã khiến thế giới bên ngoài lo ngại rằng điều này có thể trở thành bình thường mới ở cả hai eo biển Đài Loan. Tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, chiến binh sói không còn là hét. Đáng ngạc nhiên là phản ứng của Trung Quốc đối với việc quân đội Mỹ cử tàu hiện diện ở eo biển lần này là không gay gắt. Bộ Chỉ huy Quân khu phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết, họ đã theo dõi hai con tàu, duy trì cảnh giác cao độ và đe dọa sẽ sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào. Ngay cả thời báo Hoàn Cầu vốn thường khích động những người theo chủ nghĩa dân tộc, nói rằng sự hiện diện của hai tàu tuần dương không gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh của Trung Quốc. Trái ngược hoàn toàn với phản ứng lần này, lần chuyển quân trước đây của quân đội Hoa Kỳ đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc nhảy dựng ngược. Vào tháng 7, sau khi tàu khu trục USS Benford đi qua eo biển, Xi Yi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của quân đội Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ là kẻ hủy diệt hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và vào đầu tháng này, đại sứ của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Tần Cương, đã kêu gọi Hoa Kỳ dừng các chuyến tuần tra hải quân vì nó gây ra căng thẳng và tiếp thêm nhiên liệu cho lực lượng ly khai đòi độc lập tại Đài Loan. Ông Tần Cương nói với các phóng viên tại Washington: "Nếu có bất kỳ động thái nào gây tổn hại đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ đáp trả." Một cách tiếp cận không bền vững và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông Li Linji, một nhà bình luận về các vấn đề thời sự của Trung Quốc nói: "Việc cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi và các cuộc tập trận quân sự lặp đi lặp lại là một cách tiếp cận không bền vững." Hơn nữa, hiệu quả răn đe mỗi lúc một tồi tệ hơn. Cuối cùng sau khi đã quen, kiểu diễn tập quân sự này sẽ trở nên gần như không có hiệu quả. Lý do là bây giờ Trung Quốc không dám thực sự phát động chiến tranh. Trung Quốc cũng nhận thấy điều này, vì vậy khi các nhà lập pháp lần lượt đến thăm Đài Loan, họ hạ thấp giọng điệu của mình vì họ cũng biết rằng nó không bền vững. Nó đang tiêu rất nhiều tiền và nó không đạt hiệu quả như mong muốn của Bắc Kinh. Đồng thời, điều này sẽ kích thích cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra các dự luật nghiêm ngặt hơn chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn thấy. Các chuyên gia đưa ra bốn lý do CNN dẫn lời nhận định của chuyên gia Colin Cole, một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Raja ở Singapore, người đã phân tích dữ liệu về các chuyến thăm của Hải quân Hoa Kỳ, nói rằng đây là lần đầu tiên trong ít nhất 4 năm Quân đội Hoa Kỳ cử hai tàu tuần dương đi qua eo biển Đài Loan. Chuyên gia Colin Koh nói, việc có hai tàu thay vì một để thực hiện sứ mệnh mà chắc chắn Mỹ muốn gửi đi một tín hiệu lớn hơn, không chỉ để phản đối các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh sau chuyến thăm của bà Pelosi, mà còn để đáp lại những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phá hoại quy chế pháp lý của Đài Loan trong lĩnh vực đường thủy. Ông Colin tin rằng thái độ và phản ứng yếu ớt của đảng cộng sản Trung Quốc có thể xuất phát từ ba lý do. Thứ nhất, phản ứng liên tục từ các quốc gia khác về vấn đề Đài Loan hiện đang có xu hướng dâng cao và rõ ràng, quyết đoán hơn. Thứ hai, sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, Bắc Kinh đã đình chỉ kênh liên lạc quân sự chính với Washington, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm trong các tương tác Trung-Mỹ. Thứ ba, Washington và Bắc Kinh đã hợp tác trong các lĩnh vực khác và Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn gây áp lực lên các lĩnh vực hợp tác đó vì tình hình hỗn loạn ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, CNN dẫn nhận định của ông Kurt cựu giám đốc hoạt động của Trung tâm Tình báo Liên hợp Hawaii của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, đưa ra khả năng thứ tư. Tôi nghĩ ông Tập Cận Bình đang cố gắng tránh Đảng Cộng Hòa và những kẻ diều hâu khác của Trung Quốc trong cuộc bầu cử sắp tới. Thưa quý vị, một tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Decanelle Đi News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.